Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay lại với công ty phụ kiện và cốp và việc nha. Thì video này mình xin review cái kích tăng dàn giáo, cái loại thường nha. Cái loại thường là một cái loại được gọi là cái loại kích tăng dàn giáo thị trường đó anh chị, là cái loại mà anh chị thường hay mua, cái loại rẻ nhất ở ngoài thị trường. Thì mình sẽ review cái kích tăng dàn giáo cái loại thường ở công ty cốp và việc của mình nó như thế nào. Thì đây là một lọt hàng mình của mình ở đây. Ở đây có kích tăng bằng và kích tăng U thì bên này. Thì mình review như thế nào, anh chị hãy xem qua nha. Đầu tiên về kích tăng thì mình nói về con tán nha. Con tán dàn giáo anh chị hãy xem đây. Những con tán bên mình rất là chất lượng. Chốt là 12 14 ly nè, chốt rất là lớn nè. Chốt rất là lớn nha. Đây anh chị xem nè, đây cái chốt nè. Chốt rất là lớn luôn nha. Mình không bao giờ làm những cái chốt 10 ly như những nơi khác nha anh chị. Chốt 10 ly thì anh chị chỉ cần gõ một cái nhẹ nhẹ là nó sẽ gãy rồi. Mà ở công trình ví dụ như không có ví dụ như mà không có máy hàn thì lấy ở đâu mà anh chị sửa lại. Ok, và tiếp tục là cái đế nè. Cái đế ở đây mình làm rất là dày luôn nha anh chị. Đế này là đế từ 3 ly đến 4 ly nha. Đế rất là dày luôn nè. Đế U cũng vậy, đế U cũng rất là dày luôn. Thì ống kích tăng dàn giáo là mình cán răng hoàn toàn nha anh chị. Mình cán răng hoàn toàn. Cái răng nó rất là đẹp và sâu nè, rất là lớn nè. Không có lỏng lẻo hay là nếu mà khi mà anh chị mua những cái kích tăng dàn giáo mà người ta tiện á, thì nếu mà người ta tiện á, đôi khi người ta kẹp vào cái máy tiện nó không đều thì nó sẽ có một bên sâu, một bên cạn nha. Còn khi mà đã cán răng thôi rồi á thì răng nó rất là đều, răng rất là đều và sâu đều nhau luôn nha. Đây sâu đều nhau nha. Cái này là sơn nha, cái này là sơn thôi. Sơn khi mà mình sơn thì mình quay xuống thì nó sẽ chảy xuống thôi. Đó, đế hoa văn rất là đẹp nè. Thì đế hoa văn thì bên mình có nhiều loại khuôn nha. Cho nên là có những cái đế hoa văn hình vuông, đế hoa văn hình bốn cạnh nha. Có nhiều loại nha anh chị. Thì nếu mà anh chị mua mà đụng cái loại nào thì cũng ok cả nha. Thông thường đó là những cái loại đế dày á thì mình không làm hoa văn. Khi mà làm hoa văn á là để cho cái đế nó chắc hơn. Tại vì á, khi mà những cái đơn vị khác á, người ta làm cái đế chỉ 2 ly, 2 ly rưỡi thôi thì họ phải dập cái hoa văn để cho cái đế nó cứng. Còn mà khi mà bình thường người ta làm cái đế dày thì người ta sẽ không làm hoa văn. Nhưng ở đây thì công ty cốp hoa Việt của mình đã làm thêm cái hoa văn trên cái đế dày để tăng cái độ cứng cho cái đế này. Tại vì công ty cốp hoa Việt biết rằng những cái đế là những cái mà nó nhanh hư nhất. Tại vì là khi mà ở đây trên lầu cao đó, các cái anh thợ ảnh hay dục xuống thì khi mà cái bằng đế nó va chạm với mặt đất thì nó sẽ tạo ra cái độ cong bên. Thì để tăng cái độ cứng hơn thì công ty cốp hoa Việt đã làm như vậy. Thì qua cái video này thì anh chị đã hiểu được cái tầm quan trọng và cái độ chất lượng của cái kích tăng dàn giáo cốp hoa Việt như thế nào. Thì ok, cảm ơn anh chị đã xem video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.